Nhóm chua rồi sẽ bướn trời chị bóng sợi rồi sợi sợi thì nhóm miền bóng ôn pram nè ông nhóm tình buôn nâng rồi sợi sợi thì hay nêu riêng đồng nên ta bị ảy dụng bởi chạm chạp bị thân nạ tì đọc bì là hốt mặt đó trong thân nạ tì pram thân nạ bật thom bó kê nâng trầm tì pram tì bầy ồ bà tì bầy của ấy lên một tè nâng cả nâng á chả สลาเรียนนี้ลักษณะศาลาวัดกําไผนี้ที่ตั้งនៅเวียจมพิวหมกวัดกําไผនៅខាងខាងកើតចាខាងហើយខាងត្បូងចែកដីខាងត្បូងចែកដីរបស់វត្តកំไผធំនេះឯងចាហើយសិទ្ធិរបស់ចូលរៀននៅនេះតាំងពីក្មេងអាយុ 7 ចាខ្ញុំគេមានអាយឯងមករៀនច្រើនដល់មកភូមិយើងមានច្រើនដល់គេមករៀននៅទីហើយតែខ្ញុំធំធំទៅខ្ញុំឆោបពីហ្នឹងគឺទៅត្រូវថ្នាក់ពួកឥឡូវទេហ្នឹងឯងថ្នាក់ទី3ចាហើយសិទ្ធិថ្នាក់ទី5ពេលម៉ារីនដើរមានគ្នាវងអញ្ចឹងមកមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកហើយត្បូងអើយដែលនៅក្មេងគឺមកដាយឬក៏ខ្ញុំជាបងហ្នឹង ແລະມາຮຽນພ້ອມມາຈູງບ່າວອ້າຍມາໄດ້ນັ້ນຫັ້ນມີໃຄ່ມີອ້າຍອີ່ມາຮຽນຍັງມາຫນ່ວຍໃຄ່ຫນ່ວຍອ້າຍຈ້າງຄືຈ້າໃນຫັ້ນຈ້າຫນຶ່ງຫັ້ນຈົບຄລົ້ວໄວ້ກະປາອັດຫນົມຊິອັນນີ້ພ້າວໃດອັນນີ້ພ້າວມີພ້າວລໍດອຍຈັ່ງອ້າຍພ້າວໂຕໄປເລ່ນຫນູອ້າຍເຈົ້າດາຕາມນຶງມາປີຕຳນະລູງມາຈ້າຊງາຍດາຫມໍຈ້າຈ້າປີຄິໂລໃດໆນັ້ນຫາຍໃດນັ້ນປີຕຳນະ
nương ảnh bà hay hay riêng chứ đám cù cài cài chứ nè cài tên là sao chết chết được không dạ chứ mình đây thay dùng riêng cứ riêng bật một bé là nghe một bé riêng tương tự dạ bên ngày bên ngày bên một ngày một ngày nương ảnh nương đầu nương chân cái phi chân non cái đám mà riêng hay mai ơi làm cả mình đi ăn mà trái hay cái phi chị non nâng lôi nâng chạy mình đẹp làm cả nè pram cả anh tre đông pi cả anh đông pi cả anh tinh này đông pram đông mất ban khi nè muốn pram này à đặt pram cả nữa à mà riêng lúc ban pram đông mà đấy như này cả lên chỉ non nừng mau riêng mai chạy ơi mà riêng ọt ọt miên ọt miên là à cái hàng hàng pram cả nữa à đặt pram cả bị đáp về miền qua bên tay bờ ọt miên thế ai à đặt mà riêng lúc hai chỉ pi chạy không nè pram cả chứ mình này thà sao mai đứng lối dân anh hai chữ pi hai chữ pi bán cả đằng chữ non đằng bây giờ cả đằng gì ấy còn lâu nấy chua ấy thế còn lụa kem nó đồng pi cả bây giờ tình này chẳng ai hồn anh đừng tôi lồn sao nó càng cả nó bàn máu chạy nên mà đồng nè tất chạy bắt thật tự tử như này chẳng mình đã làm cả pi đó bàn ai mình men riêng mình nhom nên là bay bay bốn nhẹ bóng ôn á nhom nhom ban màu chuột nơi sala này nhom miền chật bóng thơm nước hơn tia tay tạ cả để nhom riêng hay bắt toạ mà tiệt ôn bọc nhom rồi sự quân thi có riêng ai kịp xe rồi sự này sự thi nên cả chập à rồi mình tên nước nhom chọc hay bà ôn nhom ban cho riêng chui nước rong từng ọt từng tiền lôi bị cắt sập bẹp sập dạng nó đi nó tin đi cả cho nó nu mà đái khoác khăn này lôi đôi tham niên mà đi chạy kia prap cả mà này hay vào còn ai vô là prap cả mà này chân tử ấy đòn đập bay này bị trâu về mà ôm mà đi prap cả như ngày chạy vô máu ấy vô máu bàn tình ấy nhìn từ lâu miền ấy đôi chỉ từ rem đầu pi cả cả gì như gọi đầu sờ la như gọi đầu chạm bầu sờ la bầu ấy gọi luộc rem luộc ấy tinh gọi như ngày chỉ nói luôn rồi chạy miền trận hợp miền tên thọp riêng thọp ai mau bị môn mau được tàu đón ông sậy rồi sậy kia để bạn riêng nâng nâng thấy khang trong ở riêng đó cũng ra đây cho mình ngã đi phạm chẳng lúc gì rồi sậy kia quật chụp riêng nâu ngã đi phạm ngã đi phạm ngã đi phạm nâng nâng tập đi chăn tiếp đi lâu mày à nâng nâng chả
ពីព្រោះគេរៀនពីថ្នាក់ពី12ដល់មកក្រោយមកថ្នាក់ទី1គឺយើងសិក្សាគឺរាប់ពីទី12ចប់មកទី1វិញតែយើងបច្ចុប្បន្នគឺយើងរាប់ពីទី1រហូតទៅដល់ទី12វិញបាទយើងរាប់ឡើងទៅលើវិញពីដើមយើងរាប់ពីលើចុះក្រោមបាទខ្ញុំនឹកថាវិញថ្ងៃស្ងោហើយការស្លៀកពាក់ពីដើមយើងមានទីកំភ្លែងនឹងខ្លាំងមែនទែនចាស់មែនដូចសម័យឥឡូវអាតាជូក៏មានស្អីក៏មានសត់បែបយ៉ាងគេចង់ធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចក៏បានពីមុនមកគឺថាយើងមានប្របាក់ខោអាវពីដើមព្រីជួងកាជួងកាបោកអញ្ចឹងទៅអង្គុយហាលថ្ងៃឲ្យស្ពាប់ស្ពាប់យកមកព្រីមកនឹងកាលមានសឹងនោះប្អូនឬអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញប្អូនគេបានថុំថុំហើយក៏សុខចិត្តឈប់រៀនដើម្បីនឹងដោះស្រាយធ្វើការងារខ្ញុំទៅរៀនកាត់ដេរទៅរៀនតែងការរៀនអីហើយដល់ខ្ញុំបានគ្រូសាទៅនិតរំប្អូនទាំងអស់បានបានជំរុញទៅបានប៉ុណ្ណឹងចាតួនាទីជីបងប្រៀបដូចជាម្ដាយចាគាត់ណិតម្ដាយគាត់ចូលស៊ីទៅដូចថាចាស់ហើយយើងអាណិតដែរចិត្តពីដើមមកនឹងហ្នឹងឯងហើយលោកពុកនឹងធ្វើធានទៅបាក់បាក់ចឹងទៅចាអាហ្នឹងបាទបងប្អូននេះគឺអ៊ំរស់សបឿនដែលត្រូវជាបងស្រីរាជនីសំឡេងមាសបាទគាត់មកមើលទីតាំងសាលារៀនដែលគាត់ធ្លាប់បានសិក្សាជាមួយរាជនីសំឡេងមាសរស់សេរីសធាបាទនេះគឺជាទីតាំងដែលគាត់បានសិក្សាតាំងពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់បញ្ចប់នៅទីនេះបាទThank you.